Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại Tài đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan. Bây giờ cũng 10 giờ 46 phút và quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tài thấy một dòng trạng thái của chị Hồng Loan đăng tải lên và chị Hồng Loan có lên tiếng chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn. Em xin phép chia sẻ lại cho cả nhà mình biết nha cả nhà. Cũng như bao nhiêu lần trước thôi ạ. Thì không phải cô chú anh chị nào cũng có thể tiếp cận được tất cả các nền tảng mạng xã hội thông tin. Thật sự em biết thông tin như thế này nè, có nhiều cô chú anh chị mình lớn tuổi á, chỉ xem qua tivi, nhiều khi like còn không biết like chỗ nào, và làm sao mà biết được những cái trang mạng xã hội như là Phở Bò hay là những trang mạng xã hội khác như là Fanpage các kiểu như cô chú anh chị. Thì chị Hồng Loan có đăng tải trên đó và cũng có lên tiếng chia sẻ với quý cô chú anh chị như thế này, thì em lại nhờ cái kênh truyền thông của mình, cái kênh YouTube của mình để chia sẻ lại cho cả nhà mình biết ha. Xin mời cô chú anh chị qua theo dõi sau đây ạ. Dạ, đây này cô chú anh chị ơi. Chị Hồng Loan có vừa đăng tải mới có 6 phút thôi này cô chú anh chị thấy không? Tối nay đại gia đình cùng giao lưu live với con nhé ạ. Đại gia đình chắc đang ngóng chờ MV của con lắm đúng không? Tối nay con trả lời hết nhé. Yêu thương đại gia đình nhiều lắm. Đó, cô chú anh chị, đó là cái dòng trạng thái mà trên cái Phở Bò của chị Hồng Loan vừa mới đăng tải để giúp cho bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể biết được cái thông tin, và tối nay chị Hồng Loan sẽ like hay cả nhà ha. Thì vừa mới đăng có tầm khoảng 6 phút thôi mà cô chú anh chị thấy nè, cái lượt thả tim và cái lượt like rất là lớn hơn, rất là nhiều ha. Đây là một tín hiệu rất là mừng. Để em coi những cái bình luận nha cả nhà, coi những cái bình luận của chị Hồng Loan, của khán giả, những người yêu mến chị Hồng Loan nè. Cái bình luận đầu tiên của chị Quỳnh Cẩm là thấy không, thả tim được cả nhà, ba bốn trái tim rất là rực rỡ luôn ha. Đây có một tấm hình của chị Hồng Loan cùng với lại Bác Năm và chị Nguyễn Ngọc Thúy lấy hình đại diện avatar là bé Bun luôn nè cô chú anh chị, ngay chỗ tay em là thấy không, luôn ủng hộ bé mớm nè đó. Cả nhà thấy cái đây là tấm hình ha cả nhà, tấm hình của chị Hồng Loan cùng với Bác Năm, chị Hồng Loan lúc nhỏ nha. Chị Kim Thúy thì chị nói là chị Loan chân dài nha đó. Không, chị Loan chân không dài đâu cô chú anh chị, tại do cái máy ảnh đó. Thì cái này em chia sẻ thật ha, nhiều khi chụp cái góc độ chụp á cho chị Hồng Loan ở ngoài xinh lắm và cũng như là nhỏ nhắn thôi à, chứ không có dài đâu đó ha. Đây chị An Liên An đây, càng ngày càng đẹp nha. Benny và bé Loan, có nghĩa là chị chúc luôn chị Ni nè, chị chúc luôn chị Ni càng ngày càng đẹp nha, và bé Loan nè ha. Và chị Nhung Bùi thì hóng MV của Nguyên Vũ với chị Bảy Mớm trước nè đó, thả like nè cả nhà, quá trời like luôn ha. Đây chị Mina, wow, chị Mina thì hóng MV của Vũ với chị Trâm, chị Ni quá nó quá trời luôn, tặng một cái bông hồng trái tim đó. Chị Nguyệt thì hóng MV của anh Nguyên Vũ lắm nha em, hóng MV cả hơn cả người thân nó, trời ơi cái tin nhắn này hay nè cả nhà, hóng cái MV mà còn hơn để chờ đợi người thân nữa. Đây chị Tú Nguyễn thì mớm dễ thương, mớm xinh đẹp, hóng MV mớm từng ngày. Có cô chú anh chị chia sẻ trên dòng trạng thái cá nhân của mình nữa cả nhà, thì có một chị đó chị chia sẻ như thế này nè, chị Hồng Loan á là đi quay MV là quay quay sỉ chứ không có quay lẻ, quay lần năm năm MV luôn cô chú anh chị, quay lượt 5 cái luôn cô chú, chứ không phải là một cái. Đây kẹo mạch nha, Võ Thị Hồng Loan hát bài Nhật Thực của chú Vũ Linh đi, đi xem hát có nghe chú hát bài đó mê luôn. Cô chú anh chị rất là nhiều ha, những dòng trạng thái này là thả tim nè, nó quá trời tim luôn, những trái tim tình cảm ha, những trái tim vì yêu thương mà đến nè, xinh quá Hồng Loan ơi. Chị một người khán giả tên là Tommy Lê, nếu Loan không đăng MV với anh Nguyên Vũ thì sẽ có rất nhiều người thất vọng về Loan đấy, nó hóng hóng lắm nè, xinh xinh tươi quá em gái, nụ cười vẫn nở trên môi em nhé, thương em, xinh đẹp nhé em, thương em, quá trời luôn cả nhà, toàn là những lời chúc mừng, cố gắng lên, rồi xinh đẹp quá, chân dài, rồi xinh tươi, trời ơi, lót dép hóng chờ nữa hả cả nhà, lót dép hóng chờ chị ơi, trời ơi.
lót dép phóng chờ luôn, phải nói là tình cảm của khán giả thương chị Hồng Loan quá. Người ta nói là con gái nhờ phúc cha đức cha là đúng đó cô chú anh chị. Bác Năm sống tình cảm giản dị bình dị, sống chan hòa yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người, làm việc từ thiện không có phô trương cái kiểu ha. Thì đây có một cái gia hình về cái hình gì đây, giống như là may mắn vậy. Chúc em ngày mới bình an nè, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cố lên em nhé, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em. Hóng MV của Mớm với Nguyên Vũ trước, sao ép cái gì đây, sao ép Nguyên Vũ quá rồi đó, nếu ra MV cái gì đó thì có nghĩa là mọi người đều thích MV hay cả nhà, MV của ai cũng thích hay cả nhà. Bé Hồng Loan đừng làm cho cả cộng đồng mạng thất vọng khi ủng hộ Hồng Loan nhé. Mẹ và Nguyên Vũ đã bị Hồng gì đó. Thôi kệ nha, cả nhà mấy cái tin nhắn này thôi thì mình hạn chế đọc ha. Vì cô chú anh chị ơi, mình cứ bỏ qua đi, quan hỷ hết đi ha. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Và bên cạnh đó thì mình hãy quan hỷ và luôn trao cho nhau những cái comment hay, những cái comment vui vẻ ha cả nhà. Cả nhà mình đừng có nói qua nói lại nữa, tất cả để cho nó tự nhiên, rồi tự nhiên cộng đồng mạng sẽ hiểu thôi ha. Ủng hộ em gái Hồng Loan nha mọi người, cưng quá nè cả nhà. Hồng Loan nhớ là không nên kêu gọi 50.000 khán giả mới kể chuyện này nói chuyện này kia. Ở đây có nghĩa là bóng dáng thiên thần này là có nghĩa là chia sẻ với chị Hồng Loan ha, chia sẻ với chị Hồng Loan quá trời trái tim này cả nhà. Ồ cô chú anh chị ơi, chị Hồng Loan vừa mới lên xe hả cả nhà, chị Hồng Loan hôm nay đi Grab hả ta? Chị Hồng Loan thì bất ngờ lên xe cả nhà, mới vừa lên xe bất ngờ lên xe đi vội vã hay quý cô chú anh chị. Hôm nay chị Hồng Loan là chiếc xe này giống như xe Grab à. Đúng rồi, xe này là xe ráp quý cô chú anh chị ơi, xe công nghệ ha, mà không phải xe ráp nữa, xe của ai á ta. Xe ráp thì nó để là xe hợp đồng bằng số vàng thì xe đúng rồi, chắc con xe ráp mà nó không để bằng số cô chú anh chị, nó không để xe hợp đồng. Bất ngờ vậy chị Hồng Loan ra ngoài ha cả nhà, em quay được có chút xíu là lúc mà chị Hồng Loan mới đóng cửa vô là mất tiêu rồi. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Đợi cô chú anh chị ơi, chị Hồng Loan đi ra ngoài nè. Ôi rất là nhanh ha cả nhà.